đăng tải lên Vlog dạy cách trộm tiền, Nguyễn Văn Hưng, tức Hưng Vlog, con trai hiện tượng mạng bà Tân Vlog, nhận nhiều chỉ trích từ người xem. Khán giả cho rằng hành động của Hưng đang làm hư trẻ em khi dạy cách ăn trộm tiền của người khác. Khi bị chỉ trích, Hưng Vlog đã gỡ bỏ video trên kênh YouTube. Trước đó, Nguyễn Văn Hưng cũng đăng tải nhiều vlog có nội dung liên quan đến việc ăn trộm, như trộm 20 triệu của người yêu để nạp tiền chơi game, lấy cắp 40 triệu của mẹ mua máy quay, lấy cắp 30 triệu của mẹ để mua xe. Thường xuyên đăng tải những nội dung dung tục, Hưng Vlog bị nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cho biết đã giao cho thanh tra rà soát, kiểm tra những nội dung lan truyền trên mạng. Nếu phát hiện hành vi truyền bá video, hình ảnh có dấu hiệu vi phạm, sở sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh. Ông Lê Hồng Việt, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đánh giá, sau khi xử phạt Hưng mức phạt 7,5 triệu đồng về việc đăng tải video không phù hợp với thuần phong mỹ tục trên YouTube cách đây không lâu, chúng tôi luôn giám sát kênh của Hưng. Không chỉ Hưng mà tất cả những video, hình ảnh được đăng tải trên mạng ở địa bàn tỉnh đều được chúng tôi kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng. Tùy theo mức độ Hưng vi phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý. Hưng Vlog là con trai của hiện tượng mạng bà Tân Vlog. Anh sở hữu nhiều kênh YouTube chuyên sản xuất video chơi khăm các thành viên trong gia đình.